ngang cho 9 m và sâu cho 50 m có 100 mét thổ cư nằm tại đường số 2 của xã Mỹ Lập thị xã Trân Thành tỉnh Bình Phước. Đường này thông dài nha quý vị. Chúng ta di chuyển ra là tới các nhà xưởng công ty vừa và nhỏ tại khu vực này. Ở đây dân cư đã có Đó, nhà dân đã có san sát. Đất chúng ta nằm ngay đây quý vị. Đường rộng lối giới 18 m nha, có trồng cây xanh. Đó. Vỉa hè thì 5 m, tính từ cái cọc này qua đây là 9 m quý vị ơi. Và sâu cho 50 mét đã có 100 mét thổ cư trên đất Di chuyển theo trục đường này Chúng ta ra 50 mét thôi à 50 mét là chúng ta đã tới đường DT756 rồi Và di chuyển hai đường này Cũng hai đường DT756 được luôn nhé vị Đó đường thông dài Đường này là đường đi song hành với DT756 Và lô đất này Quá rẻ nha quý vị Giá của ngày hôm nay chỉ 590 triệu 590 triệu sở hữu 9m mặt tiền đường số 2 Lộ giới 18m và sâu cho 50m có 100m thổ cư Nhanh tay gọi trong thơ để chúng ta sở hữu lô đất cực đẹp cực rộng này nha